xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, vụ thai vụ 7 tháng Bùi Thị Tuyết Giao ở Hải Dương bị chồng gây thương tích đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Những tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức cá nhân cho đến cơ quan chức năng tại địa phương càng phẫn nộ với hành vi tàn nhẫn của người chồng Vũ Phu Trần Văn Luân. Dư luận càng hy vọng chị Giao sớm được giải thoát hoàn toàn khỏi cuộc sống hôn nhân tối tăm này. Tuy nhiên với việc người chồng bị tạm giam để phục vụ điều tra, nhiều người bày tỏ băn khoăn rằng điều này có ảnh hưởng tới việc giải quyết ly hôn của chị Giao hay không? Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, hiện đang mang thai tháng thứ Bảy, nhưng vẫn quyết tâm chấm dứt của hôn nhân tù ngục với người chồng Vũ Phu Trần Văn Luân. Sáng ngày 22 tháng 5, chị đã chính thức lên Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để nộp đơn xin ly hôn chồng. Tòa án cũng đã nhận đơn và hứa sẽ giải quyết sớm nhất để chị có thể trở về quê mẹ, làm ăn và nuôi con với hành vi dùng nhiều đồ vật như thắt lưng da dây nồi cơm điện lược móc phơi quần áo để gây thương tích cho vợ đối tượng trần văn luân đã bị cơ quan điều tra công an huyện kim thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ vợ tuy nhiên việc luân bị tạm giam để phục vụ điều tra cũng khiến dư luận băn khoăn rằng điều này có làm ảnh hưởng tới việc tòa án giải quyết đơn ly hôn của chị giao hay không theo bài đăng trên báo điện tử Dân trí liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo tòa án nhân dân huyện Kim Thành đã cho biết, dự kiến ngày 2 tháng 6 chúng tôi sẽ làm việc với công an huyện Kim Thành để trao đổi với bị can Luân về nội dung ly hôn của vợ chồng anh này. Theo quy định của pháp luật, tòa vẫn xét xử ly hôn vắng mặt anh Luân bình thường. Bên cạnh đó, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng chia sẻ, thông thường khi giải quyết các vụ ly hôn, tòa sẽ thực hiện các bước hòa giải theo quy định. Nếu hòa giải không thành mới xét xử ly hôn theo nguyện vọng của các bên. Trong trường hợp trên, tòa án sẽ nhờ công an hỗ trợ để tiếp cận với bị can luân. Nếu anh này đồng ý ly hôn và chấp thuận giao con chung cho chị giao nuôi, tòa sẽ không cần mở phiên xử. Nếu bị can luân không đồng thuận, yêu cầu mở phiên tòa và đồng ý xét xử vắng mặt thì tòa vẫn phải thực hiện. Luật sư cho hay, trường hợp vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải quyết trong phiên xử ly hôn. Bị can Luân có yêu cầu đến tòa, thì tòa án sẽ đề nghị với cơ quan công an đưa anh này ra dự. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, vì bị can trong quá trình tạm giam rất khó được cơ quan công an chấp thuận. Trước đó ngày 22 tháng 5, chị Giao đã đến công an huyện Kim Thành để làm việc. Tại đây, chị đã được công an huyện này hỗ trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để nộp đơn ly hôn với chồng ra tòa án nhân dân huyện Kim Thành. Ngoài nguyện vọng được ly hôn với chồng, chị Giao còn mong muốn được quyền nuôi con thứ nhất 17 tháng tuổi. Việc này sẽ được Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành quyết định tại phiên xử sắp tới. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4 năm 2021, Trần Văn Luân và chị Giao đăng ký kết hôn sống tại thôn Quỳnh Khê 2. Hai vợ chồng đã có một con chung 17 tháng tuổi. Chị Giao đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi. Khoảng 2 đến 3 tháng trước, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần dùng các phương thức khác nhau để chút giận lên vợ, gây chi chít những vết thương lớn nhỏ khắp người và mặt của chị Giao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 17, 18 và 21 tháng 5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an để lấy lời khai. Kết quả giám định thương tích trên cơ thể của chị Giao cho thấy nạn nhân có 205 vết thương, bao gồm 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể, vết dài nhất lên tới 12cm. Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể chị Giao là 29%. Thưa quý vị, mang nhiều vết thương trang trịt với tỷ lệ tổn thương là 29%, chị Bùi Thị Tuyết Giao hẳn đã phải trải qua những ngày tháng đầy đau đớn và khổ sở. Giờ đây khi đã quyết tâm vùng dậy để giành lấy tự do cho đời mình, một trong những điều quan trọng nhất chính là chị cần phải nhanh chóng ly hôn và lên kế hoạch cho tương lai của bản thân và các con. Nhiều người đã ra câu hỏi, trong các vụ việc này, người vợ có thể được tòa án xử đơn phương ly hôn hay không và có được ưu tiên gì khi phân chia tài sản chung? Mới nhất luật sư Trương Anh Tuấn đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, việc ly hôn có thể là đồng thuận, cả hai đều đồng ý ly hôn hoặc ly hôn theo yêu cầu của một bên đơn phương ly hôn. Trong trường hợp một bên yêu cầu ly hôn thì phải xuất trình các tài liệu chứng cứ để chứng minh tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì tòa án sẽ giải quyết cho đơn phương ly hôn một trong những căn cứ để cho thấy tình trạng hôn nhân trầm trọng là xảy ra mâu thuẫn như bị trà đạp đối xử hung bạo trong gia đình kéo dài đã được khuyên can hòa giải của gia đình bạn bè hoặc cơ quan đoàn thể hoặc chính quyền địa phương nhưng hành vi đó vẫn diễn ra Điều 56 mục 1 chương 4 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, số 52 2014 quy mươi 13 ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định, khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi tiêu cực hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 điều 51 mục 1 chương 4 luật này thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng vợ có hành vi hung bạo trong gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia. Trong những vụ việc bạo hành nghiêm trọng kéo dài khi giải quyết ly hôn, tòa án sẽ giải quyết vấn đề về quyền nuôi con và có thể giải quyết yêu cầu chia tài sản chung khi các bên không thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản chung vợ chồng và đương sự có yêu cầu. Đối với vấn đề chia tài sản chung theo quy định tại điều 33, mục 3, chương -3, 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng trừ tài sản được thừa kế, tặng cho riêng Điều 59 mục 1, chương 4, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định sẽ chia đôi khối tài sản nhưng trên cơ sở nguyên tắc có tính đến nguồn gốc, công sức đóng góp, hoàn cảnh của mỗi bên và đặc biệt là có tính đến yếu tố lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với vụ việc này luật sư tuấn nêu quan điểm kể cả nạn nhân có hay không có đơn trình báo tố giác đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp xác minh làm rõ thì cơ quan điều tra vẫn có thể tiến hành thụ lý tin báo xác minh làm rõ để xử lý đối với người chồng theo quy định của pháp luật khi nhận được thông tin từ cơ quan công an quản lý nhà nước chuyên ngành về phụ nữ trẻ em cơ quan công an cũng cần phải đảm bảo điều kiện an toàn cho nạn nhân trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra và giải quyết thủ tục ly hôn Ngoài ra luật sư còn trích dẫn điều 2 chương 1 và căn cứ khoản 1 điều 42 chương 5 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007. Luật sư cũng đưa ra khuyến cáo cho rằng nạn nhân là Bùi Thị Tuyết G đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đời sống, tâm lý, sức khỏe, không chỉ có nạn nhân mà những người thân trong gia đình của họ cũng bị tổn thương. Bởi vậy khi đưa thông tin hình ảnh về sự việc thì các cơ quan truyền thông cần cân nhắc trong việc sử dụng hình ảnh, mô tả diễn biến sự việc và việc khai thác thông tin riêng tư của nạn nhân như vậy với trường hợp của nạn nhân bùi thị tuyết g tòa chỉ cho giải quyết ly hôn đơn phương nếu chị g xuất trình các tài liệu chứng cứ để chứng minh tình trạng hôn nhân trầm trọng đời sống chung không thể kéo dài mục đích hôn nhân không đạt được với người phụ nữ đẹp người đẹp nét như chị Bùi Thị Tuyết Giao, dư luận đều mong rằng chị sẽ sớm chấm dứt liên quan tới người chồng Trần Văn Luân và bắt đầu cuộc sống mới. Hy vọng sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức cũng như sự vào cuộc khẩn trương của cơ quan chức năng sẽ giúp chuỗi ngày đầy mệt mỏi này của chị nhanh chóng kết thúc. Tất cả những tin tức mới nhất của sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.